Biển cả nổi sóng dữ dội như sẵn sàng nuốt trọn tất cả những thứ dám đến gần. Vậy mà vẫn có kẻ ngốc nghếch lại muốn lao thẳng vào miệng của con quái vật đó. Nàng hầu gái Dorota tội nghiệp đang lần mò từng bước đến bờ vực trong tuyệt vọng. Khuôn mặt bị băng lại như những xác ướp cổ đại. Đôi mắt nhắm nghiền như thể hàng ngàn năm chưa được nhìn thấy ánh sáng. Sắp tới rồi. Sắp tới rồi. Và chỉ vài bước chân nữa thôi, cô bé tội nghiệp của chúng ta sẽ vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển cả. Những điều khủng khiếp xảy ra với Dorota là một bi kịch mà cô tự bước chân vào. Dorota là nàng hầu gái nổi tiếng nhất trong các nàng hầu gái của Vương quốc. Cô vô cùng tháo vát, tốt bụng. Không ai trong Vương quốc có thể ghét nàng hầu gái Dorota cả. Nhưng nàng Dorota của chúng ta lại chẳng hề tự tin vào bản thân. Và Dorota còn đặc biệt ngại ngùng khi chạm mặt hoàng tử Z. Hả? Chị không sao chứ, Dorota? Chị phải cẩn thận chứ. Không, không sao ạ. À. Thần không sao. Cảm ơn hoàng tử. Dorota vốn vào cung từ nhỏ để làm người hầu riêng cho hoàng tử Z. Hoàng tử Z không có nhiều bạn bè đồng trang lứa. Chàng và Dorota nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Và dần dần, nàng Dorota nảy sinh tình cảm với hoàng tử Z. Z là chàng hoàng tử nghìn năm có một. Chàng đẹp trai, tài giỏi, gần như chẳng người phụ nữ nào không bị khuất phục trước vẻ đẹp của chàng. Nhưng Z mãi biết quan tâm đến chuyện triều chính, tập luyện nên chẳng màng yêu đương. Dorota vốn tự ti, cô cho rằng nhan sắc và thân phận hầu gái tầm thường của mình chẳng xứng đáng với hoàng tử. Đó là lý do cô chẳng bao giờ dám mở lời tỏ tình. Trong một buổi đi săn nọ, hoàng tử Z bất ngờ gặp phải tai nạn. Chàng bị thương nặng, cơ thể rất yếu, phải nằm liệt giường để chờ bình phục. Ban đầu, rất nhiều hầu gái chăm sóc hoàng tử Z, nhưng cuối cùng, chàng chỉ cho phép Dorota hầu hạ mình. Đúng là món mà ta thích, chỉ có chị là hiểu ta thôi, Dorota à. Trong thời gian này, Dorota thường xuyên tiếp xúc với hoàng tử, cô ngày càng yêu Z hơn. Nhưng tất nhiên, hoàng tử vẫn chẳng nhận ra. Cô ta là ai mà ngày nào cũng vào giường thượng uyển vậy, Dorota? Đó là Katrina, con gái của ngài tể tướng đó. Cô ấy vẫn thường vào đây vãn cảnh. Chính tể tướng đã đề nghị hoàng tử cho phép cô ta mà. À, ta nhớ rồi, cô ấy đẹp thật chứ, Dorota nhỉ? Những ngày dưỡng bệnh chẳng có gì để làm, hoàng tử Z dần bị thu hút bởi vẻ đẹp của Katrina. Katrina vốn là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp của cô ta thậm chí còn hoàn hảo hơn cả hoàng tử. Hoàng tử Z mỗi ngày đều mong ngóng Katrina, nhưng cô chẳng bao giờ lên thăm chàng mà chỉ vẫy tay chào từ vườn thượng uyển. Z coi Dorota như một người chị gái, chàng tâm sự với cô về Katrina. Tại sao cô ấy chẳng bao giờ lên đây nhỉ, Dorota? Dù rất buồn, nhưng Dorota vẫn nén đau lòng để trò chuyện với hoàng tử. Ngày nào cô ấy cũng vẫy chào ta mà lại chẳng thể hỏi thăm ta hay sao? Vì thấy hoàng tử Z để ý Katrina, Dorota quyết tâm hành động để giúp chàng hạnh phúc. Thưa tiểu thư, cô có thể dành chút thời gian lên thăm hoàng tử được không ạ? À? Hoàng tử ngày ấy rất mong chờ cô. Ta? Không, không được đâu, chưa đến lúc đâu cô bé. Nhưng tại sao? Ngày nào tiểu thư cũng phải chào hoàng tử mà. Hoàng tử ngày ấy có vẻ để ý tiểu thư. Nếu tiểu thư lên thăm hỏi hoàng tử, bệnh tình ngày ấy sẽ khá lên nhiều. Ta rất bận, ta phải qua lại với rất rất nhiều anh chàng khác rồi. Sau đó may ra mới đến được hoàng tử. Cô bé ngốc à, vậy nhé. Dorota rất bối rối vì không thể nhờ Katrina. Nhưng cô đã nghĩ ra một cách khác. Cô tự viết những lá thư tình đề tên Katrina, rồi giả vờ là Katrina nhờ cô gửi cho hoàng tử Z. Hoàng tử Z thật sự thích những bức thư, chẳng có gì khó hiểu cả. Những lời chân thành trong những bức thư chính là tấm lòng của Dorota. Dần dần, hoàng tử đem lòng yêu người trong bức thư, người mà chàng cứ ngỡ là Katrina. Vào lúc hoàng tử Z quyết tâm muốn gặp Katrina bằng được, thì chuyện không ngờ xảy đến.
Katrina đã trong một chuyến đi chơi đã bị bắt cóc. Cả lũ bắt cóc và cô đều mất tích. Đức vua vốn biết chuyện của Seth với Katrina. Ông ra lệnh mọi người không được làm lộ chuyện này với hoàng tử để chàng an tâm dưỡng bệnh. Nhưng nhiều ngày không được thấy Katrina, hoàng tử Seth ngày càng lo lắng, đến nỗi chàng ốm tương tư, chẳng thiết ăn uống chạy chữa gì hết. Dorota chỉ có thể giúp hoàng tử bình tĩnh nhờ những bức thư tình giả. Nhưng Dorota biết những bức thư không thể nói dối mãi. Cô sợ khi biết được sự thật về Katrina, hoàng tử vốn bệnh nặng càng thêm đau khổ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong suy nghĩ của Dorota, hoàng tử Jack yêu Katrina chính là vì khuôn mặt xinh đẹp của ả. Vì vậy, cô nàng tội nghiệp của chúng ta đã nghĩ ra một giải pháp điên rồ. Dorota đến gặp Fleck, một gã phù thủy thiên tài làm việc bất hợp pháp ở chợ đen. Khuôn mặt của Fleck vô cùng đáng sợ. Mọi người đồn đó chính là lý do hắn chọn làm việc ở chợ đen để tránh bị kỳ thị. Có chuyện gì? Dorota yêu cầu Fleck biến khuôn mặt của cô thành mặt Katrina. Nhờ vậy, Dorota có thể đến bên hoàng tử Seth và giúp chàng an lòng. Không. Yêu đương dớ dẫn, vì chuyện đấy mà định từ bỏ khuôn mặt. Và cô nhút nhát đến nỗi không dám từ ngỏ lời. Đồ ngốc. Nhưng nếu không được gặp Katrina, tôi sợ rằng hoàng tử sẽ đau khổ chết mất. Người chàng yêu là Katrina. Tôi cầu xin ông, tôi sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì. Thế đôi mắt, và cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của hoàng tử nữa. Tôi chấp nhận. Và tôi yêu chàng vì con người, chứ không phải bề ngoài của chàng. Phù thủy Fleck có vẻ siêu lòng vì sự cương quyết của Dorota. Hắn cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị của cô. Tuy nhiên, phép thuật của Fleck không thể có tác dụng ngay. Dorota phải chờ cho đủ 3 tháng để phép thuật hoàn chỉnh. Trong thời gian đó, cô không được phép cởi bông băng trên mặt. Chị sao vậy Dorota? Sao lại phải băng bó như vậy? Thần không sao, thần chỉ vấp ngã thôi à. Thần sẽ chống khỏi. Nhưng 3 tháng nữa, thần không còn ở đây nữa thưa hoàng tử. Thần sẽ phải đi xa, rất xa. Hoàng tử Seth ngạc nhiên vì chàng cố gắng gặng hỏi nguyên do. Nhưng Dorota luôn tảng lờ mỗi khi hoàng tử đề cập tới chuyện này. Hoàng tử Seth đâm nghi ngờ, đành bắt đầu quan sát Dorota nhiều hơn. Chính nhờ vậy, Seth mới dần nhận ra lòng ân cần của Dorota đối với chàng. Trong những ngày này, Dorota vẫn tiếp tục đem những bức thư giả đến cho hoàng tử. Hoàng tử Seth đã gần bình phục, chàng minh mẫn và khỏe hơn rất nhiều. Đó là vì những bức thư ngày càng mãnh liệt hơn. Và Katrina trong thư cũng thông báo rằng cô sẽ trở về sau gần 3 tháng nữa. Chị Dorota à, Katrina không chỉ có vẻ bề ngoài mà còn có bên trong cũng tuyệt vời. Những bức thư này duyên dáng và uyên bác vô cùng. Nhưng dù sao tiểu thư cũng là con gái đệ tướng thư hoàng tử. Ta hiểu con người nàng ấy qua những bức thư. Thậm chí dù nàng ấy có xấu hay đẹp, ta vẫn yêu vì tâm hồn bên trong của nàng. Chị có sao không Dorota? Không, thần sơ ý, xin lỗi hoàng tử. Hoàng tử Seth thấy thái độ của Dorota rất kỳ lạ. Seth bỗng nhận ra thời điểm mà Katrina quay về trùng khớp với thời điểm mà Dorota rời đi. Chàng bắt đầu nghi ngờ và cố gắng tìm hiểu. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình đã sai? Không, không hề. Hoàng tử cao quý là vậy, chỉ có vẻ đẹp của Katrina mới xứng đáng với chàng thôi. Dorota có vẻ vẫn không nhận ra sự tinh ý của hoàng tử. Nàng vẫn tiếp tục đi trên con đường sai lầm. Về phần hoàng tử Seth, chàng bắt đầu nghiên cứu rất kỹ những bức thư mà Dorota đem tới. Cách nói chuyện ở đoạn này sao mà giống với Dorota? Còn đoạn này nữa, không thể nào. Ta chỉ nói điều này với người thân, sao Katrina lại biết? Và hoàng tử Seth quyết định sẽ tự tay kiểm chứng nghi ngờ của mình. Vài hôm sau, khi Dorota mang tới bức thư tiếp theo, hoàng tử Seth bắt tay vào thực hiện kế hoạch mà chàng đã chờ mấy ngày trời. Tiểu thư Katrina lại gửi một bức thư nữa thưa hoàng tử.
Hoàng tử sao vậy? Hoàng tử không sao. Cần thần gọi thái y không? Lại có thư à? Chị đọc cho ta nghe nha. Hôm nay ta hơi mệt. Hoàng tử Seth giả vờ mệt mỏi để nhờ Dorota đọc lá thư, cốt là để tìm hiểu xem cô có liên hệ gì với những bức thư này hay không. Và hoàng tử Seth tự nhận thấy rằng nghi ngờ của mình là chính xác. Càng đọc bức thư, Dorota càng lộ vẻ xúc động. Như thể những lời trong bức thư là của chính cô bày tỏ với Seth. Đến lúc này, Seth có thể chắc chắn rằng những bức thư tình kia chính là do Dorota viết, chứ không phải Katrina như chàng vẫn tưởng. Chờ chút đã, Dorota, có phải nàng chính là người viết bức thư này hay không? Không, không, làm gì có. Không, đó là thư của Katrina mà hoàng tử. Đúng là nàng, Dorota. Tại sao nàng lại nói dối ta? Ta yêu người trong những bức thư. Đó không phải là Katrina, đó là nàng, Dorota. Chính là nàng, chứ không phải ai khác. Không, không thể nào, không. Nàng sao vậy, Dorota? Dừng lại đã. Nhưng chàng hoàng tử của chúng ta sẽ chẳng thể nào lường trước được phản ứng của nàng hầu gái tội nghiệp. Hoàng tử Seth dùng dậy ngay lập tức, cố gắng đuổi theo Dorota. Nhưng vì cơ thể vẫn còn yếu, chẳng mấy chốc, chàng đã mất dấu Dorota. Dorota đã nhận sai lầm của mình nghiêm trọng thế nào. Cô chạy thẳng tới nhà tên phù thủy Black với hy vọng cứu vãn trước khi mọi chuyện quá muộn. Gì nữa vậy? Tôi cầu xin ông hãy rút lại phép thuật. Làm ơn cầu xin ông mà. Dorota kể lại mọi chuyện, cố gắng phân bua với Black. Nhưng dù cô có van nài thế nào, không được. Khuôn mặt chằng chịt sẹo của gã phù thủy vẫn lạnh như băng. Dao kèo này đâu có phá được. Không thể nào, không thể như vậy được. Không đời nào. Nhưng chuyện đã rồi, dù thế nào đi nữa, Dorota cũng không thể phá vỡ dao kèo của một phù thủy quyền năng. Thời hạn đã điểm, gã phù thủy độc ác cướp lấy danh tính và đôi mắt của Dorota. Mặt của tôi, mặt của tôi, không, mặt của tôi. Sao lại tối thế này? Tối quá, không nhìn thấy gì hết. Ôi, mắt của tôi đâu rồi? Không nhớ dao kèo à? Đôi mắt là đôi mắt của cô. Đổi lấy khuôn mặt này là do cô muốn, phải không đồ ngốc? Phải rồi, dao kèo là ta muốn làm thế. Đúng rồi, là tại ta. Tại ta. Cô hầu gái bé nhỏ tuyệt vọng đến điên dại, đánh mất đôi mắt, đánh mất danh tính, đánh mất cả tình yêu của mình. Dorota giờ đây chẳng biết phải làm gì. Nương theo mùi muối mà những ngọn gió thổi vào, Dorota lần mò ra mỏm đá bên bờ biển. Và chúng ta lại trở về với điểm bắt đầu của câu chuyện biên kịch này. Sắp tới rồi. Sắp tới rồi. Dừng lại, nàng làm sao vậy, Dorota? Dorota, nàng nghĩ cái gì vậy hả? Không, để tôi đi, làm ơn. Chàng đừng làm vậy, bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Không được, đừng làm vậy, Dorota. Hãy nghe tao nói đã. Một phép màu xuất hiện mà Dorota chắc chắn không thể nào nghĩ tới. Khuôn mặt của Dorota, như các bạn đã thấy, chẳng hề thay đổi dù chỉ một đường nét. Hoàng tử, hoàng tử, sao hoàng tử lại ở đây? Không, tại sao thần lại nhìn thấy hoàng tử? Thế nào, ngạc nhiên chứ cô bé? Nhưng tại sao khuôn mặt của tôi lại không hề thay đổi? Thế cô nghĩ tại sao phù thủy bà lách tài ba lại không hề sửa chữa khuôn mặt của mình nào? Dorota không hề nhận ra phù thủy Blake cũng có vấn đề về vẻ ngoài giống cô. Nhưng Blake không giống Dorota. Anh tự hào về chính mình, nhất quyết không chịu từ bỏ danh tính của mình. Để có thể tránh sự kỳ thị, Blake chọn cách làm việc bất hợp pháp ở chợ đen. Blake đã nhìn thấy chính bản thân mình trong Dorota. Anh cũng thấy rất tội nghiệp cho cô, khao khát tình yêu tới nỗi mù quáng chấp nhận đánh mất chính mình. Ta chỉ giả vờ làm phép để dạy cho cô một bài học. Giờ cô hiểu chưa? Thì ra là vậy. Tại sao nàng lại làm thế chứ, Dorota? Ta yêu nàng đâu phải vì vẻ bề ngoài đâu. Nhưng em chỉ là một đứa hầu gái. Em còn chẳng xinh đẹp. Chàng là hoàng tử. Làm sao em xứng đáng với chàng? Không, ta yêu nàng vì tâm hồn bên trong, vì con người của nàng. Vẻ bề ngoài không thể quan trọng bằng tâm hồn, Dorota ạ. Đối với ta, nàng
nàng là người con gái đẹp nhất. Mùi mẫn quá, phát ớn à. Hoàng tử Zed và Dorota sau đó đến với nhau. Nàng Dorota từ đó đã tin vào chính bản thân mình và sự tự tin giúp cô trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Và chính Dorota cũng khiến phù thủy Black thay đổi. Anh không làm việc ở chợ đen nữa mà bắt đầu tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, cố gắng chứng tỏ con người thực sự đằng sau bề ngoài đáng sợ của mình. Và đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Hãy cùng để lại bình luận và ấn nút theo dõi kênh Hoa Fairy Tale để theo dõi những câu chuyện tuyệt vời hơn nữa nhé. Và đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Hãy cùng để lại bình luận và ấn nút theo dõi kênh Wow Fairy Tale để theo dõi những câu chuyện tuyệt vời hơn nữa nhé. Wow Fairy Tales.